Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay mình vẽ theo nhu cầu của fan là nhân vật là Sayu. Cô ấy trong bộ anime là cạo râu xong tôi sẽ dắt gái về. Bộ đó đang hot trên mạng nhé các bạn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thì vào đọc bộ đó nhé các bạn. Hôm nay mình trả lời một số hỏi của các bạn, hỏi làm cách nào mà vẽ khung được giống như mình. Để mà vẽ khung giống như mình thì các bạn phải tập vẽ chép thật nhiều nha các bạn. Nếu mà nói ra thì có bí quyết gì, mình chả có bí quyết gì đâu. Các bạn phải tập vẽ chép để canh bằng mắt, để con mắt mình nó có thể canh bằng thước nha các bạn. Tại vì các bạn phải luyện tập để mấy trăm tấm nha các bạn, mấy trăm hình đó. Chứ tập vẽ chép thật nhiều là các bạn vẽ được như mình thôi. Nhưng cũng không có gì khó đâu, các bạn cứ kiên trì là được. Chứ cách nào thì cũng không có cách nào hết, mình chỉ canh mắt như vậy đó. Mình dùng giấy bì A4 loại 8K 10 tờ về bút đi like thì cũng 8K cái nhé bạn. Thì đồ rẻ không à. Nói chung các bạn tô màu dạ hay tô màu gì đi nữa, chọn giấy A4 mà loại cứng loại dày nhé các bạn. Không cần phải giấy đắt tiền đâu mà dày là được, trắng là được nhé các bạn. Mình nói sai chỗ nào thì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Có gì các bạn cứ bình luận phía dưới nhận xét cho mình biết nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hình này thì đi khung nhiều chi tiết nên vẽ cho gì thì tầm 2 tiếng nha các bạn. Tô lại bằng nét thì 1 tiếng là 3 tiếng. Nói xong rồi nha các bạn. Giờ mình tô bằng, mình dùng màu dạ tôi sử phút nha các bạn. Đó, các bạn nhìn kỹ nè. Tô thì không cần phải đè mạnh đâu, chỉ quẹt chậm là nó lan màu nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ nhé. Đó, bây giờ mình đánh tóc tô màu nâu lên. Đa số so với hình gốc thì màu dạ thì có màu nào mình quất màu đó nhé các bạn, dùng tương ứng rồi nhé. Còn so giống hình gốc thì nó tới mấy trăm màu, nên là mình không phải cần giống lắm, tương đối là được. Sau khi đợi tóc nó khô quá thì mình đánh khuôn mặt nha các bạn. Nói chung là mình phải đợi nó khô rồi mình mới đánh tiếp. Bây giờ mình đánh xuống áo dùng màu xám. Đó, tô lại giờ mình tô áo màu hồng. Mình đánh màu lần trước thấy nó khô đó, mình đè thêm màu đậm sau. Mình đè màu hồng đậm lên. Giờ đánh bình nước. Các bạn cứ tô từ từ để quen nhé các bạn. Mấy cái vẽ vời này các bạn không đừng được vẽ nhanh nhé các bạn. Người ta chuyên nghiệp người ta vẽ nhanh, với mình phải đang tập luyện vẽ từ từ nhé các bạn. Hết giờ tô nó khô rồi mình tô lại lớp nữa. Tô cái khay thức ăn của Sayu nhìn dễ thương không các bạn. Giờ tô xuống phía dưới. Các bạn nhìn như vậy nhanh nhưng mà tô lâu như bạn 2-3 tiếng á. Nó đợi nó khô mình tô lại. Đôi khi mấy cái màu mà nó khi mấy màu mà mình tô rồi nó lợt cái thì mình tô đợi khô rồi tô lại lớp nữa nhé các bạn. Bây giờ mình gạch lần chì á, tí nữa mình tô màu nâu lên để giống gỗ nhé các bạn. Bây giờ mình đánh màu nâu lên. Trong mình góc thì nó màu lợt thì mình không có màu lợt, mình đánh màu nâu gỗ là được nhé các bạn. Xong đánh bóng của cô ấy. Bây giờ lấy bút trắng này lên tô dưới cái sàn. Bây giờ mình dán lại để thì mấy cây xung quanh xong.
Các bạn nhớ chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.